Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương. Xin chào, thầy Tuấn Anh đây. Rất vui được gặp lại em trong bài giảng ngày hôm nay. Và hôm nay thầy sẽ cùng ôn lại cho các bạn nội dung về đại cương dao động điều hòa. Chúng ta sẽ cùng ôn lại những hiện tượng và những đại lượng dao động điều hòa đầu tiên mà mình đã từng học. Đầu tiên là khái niệm về dao động cơ. Dao động cơ là một chuyển động qua lại của vật quanh vị trí cân bằng. Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ, gọi là lặp lại trạng thái. Dao động điều hòa là loại dao động mà phương trình ly độ là hàm sin hoặc hàm cốt theo thời gian. Dao động điều hòa là một loại dao động tuần hoàn, và dao động tuần hoàn thì là tập hợp con của dao động cơ. Dao động điều hòa có phương trình x bằng a nhân cốt của omega t cộng phi. So sánh ba loại dao động này, dao động thì có một vị trí cân bằng xác định, chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng. Dao động tuần hoàn lặp lại trạng thái dao động sau những khoảng thời gian bằng nhau và xác định. Trạng thái dao động thì gồm có pha dao động. Pha dao động chính là vị trí và chiều dao động của vật. Thời gian ngắn nhất để lặp lại được trạng thái dao động gọi là chu kỳ. Dao động điều hòa thì phương trình là hàm sin hoặc cốt theo thời gian. Phương trình này có thể là phương trình của ly độ x, vận tốc v, gia tốc a hoặc là lực kéo về f. Các đặc trưng của dao động điều hòa gồm có x bằng a nhân cốt của omega t cộng phi, trong đó a là biên độ, là x max, đơn vị độ dài mét hoặc cm, a luôn luôn dương. Omega t cộng phi là pha dao động của vật tại một thời điểm, đơn vị là radian. Pha dao động thể hiện cho trạng thái dao động của vật. Phi là pha ban đầu của dao động, đơn vị radian. Omega trong phương trình x bằng a nhân cốt omega t cộng phi là tần số góc của dao động điều hòa, đơn vị là radian trên giây. Chu kỳ t của dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất để một vật thực hiện một dao động toàn phần, đơn vị là giây. Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây, đơn vị là hz. Liên hệ giữa omega t và f, omega bằng 2pi chia t bằng 2pf. Các đại lượng a pha ban đầu phi phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ dao động. Còn các đại lượng omega t f chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động. Vận tốc dao động và gia tốc của vật dao động điều hòa. Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của ly độ theo thời gian. V bằng x phẩy bằng trừ omega a nhân sin của omega t cộng phi, hoặc bằng omega a nhân cốt omega t cộng phi cộng pi trên 2. Vận tốc của vật dao động điều hòa thì biến thiên cùng tần số nhưng lớn hơn pi trên 2 so với ly độ về pha. Vận tốc đạt giá trị bằng 0 tại hai biên, và tại vị trí cân bằng thì vận tốc đạt giá trị cộng trừ omega a và đạt độ lớn V max bằng omega a. Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian. Nó cũng chính là đạo hàm bậc 2 của ly độ theo thời gian. A bằng V phẩy bằng x 2 phẩy và bằng trừ omega bình nhân a nhân cốt omega t cộng phi và bằng trừ omega bình nhân x. Gia tốc của vật dao động điều hòa thì cũng biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha với ly độ, và cùng tần số và sớm pha pi trên 2 so với vận tốc. Vector gia tốc của vật dao động điều hòa thì luôn hướng về vị trí cân bằng. Có độ lớn thì tỷ lệ với độ lớn của ly độ. Ở vị trí biên thì x bằng a nên gia tốc a bằng trừ omega bình a. Ở vị trí cân bằng x bằng 0 nên gia tốc bằng 0. Lực kéo về f bằng ma bằng trừ k nhân x, luôn hướng về vị trí cân bằng, được gọi là lực kéo về. Đồ thị dao động, ly độ, gia tốc, vận tốc là đường hình sin, vì thế người ta còn gọi dao động điều hòa là dao động hình sin. Phương trình dao động x
bằng A nhân cos omega t cộng phi là nghiệm của phương trình x 2 phẩy cộng omega bình x bằng 0. Đây chính là phương trình động lực học của dao động điều hòa. Chúng ta sẽ cùng đi so sánh các đại lượng điều hòa mình vừa kể ở trên thì có cái đặc điểm như thế nào. Vận tốc, vận tốc sớm pha so với x một lượng là pi trên 2. Vận tốc đổi chiều khi qua vị trí biên, thầy chú ý, đổi chiều có nghĩa là đổi dấu. Vận tốc bằng 0 khi ở vị trí biên. V đặt cực đại bằng omega A khi qua vị trí cân bằng, và đặt cực tiểu bằng trừ omega A cũng qua vị trí cân bằng. Vector vận tốc V chính là chiều của chuyển động. V dương là vật chuyển động theo chiều dương, còn V âm thì vật chuyển động theo chiều âm. Gia tốc, gia tốc thì ngược pha với x, gia tốc trái dấu với x. Gia tốc bằng 0 ở vị trí cân bằng và có độ lớn cực đại ở hai biên. Gia tốc A luôn hướng về vị trí cân bằng. Độ lớn của A thì tỷ lệ với độ lớn của x. Lực kéo về, lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng. Điều này thì lực kéo về giống với gia tốc A. Độ lớn của lực kéo về nó tỷ lệ với ly độ x và gia tốc A. Lực kéo về cực đại khi vật ở vị trí biên và bằng 0 ở vị trí cân bằng. Sau đây chúng ta sẽ xét một số ví dụ đơn giản. Ví dụ 1. Trong dao động điều hòa của một vật, khi vật ở vị trí biên thì A. Vận tốc cực đại, gia tốc có độ lớn cực đại. B. Vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. C. Vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0. D. Vận tốc bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại. Chúng ta có thể thấy đáp án của chúng ta sẽ là D. Khi vật dao động điều hòa ở biên thì vận tốc bằng 0 và gia tốc có độ lớn cực đại. Thầy lưu ý, độ lớn chính là lấy trị tuyệt đối của giá trị và độ lớn là đại lượng luôn dương. Ví dụ 2. Một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 5 nhân cos 2πt cộng pi trên 3 cm. Tần số và chu kỳ của vật là A. F bằng 2pi Hz, t bằng 2 giây. B. F bằng 2pi Hz, t bằng 1 giây. C. F bằng 1 Hz, t bằng 1 giây. Và D. F bằng 2 Hz và t bằng 0,5 giây. Dựa trên phương trình, chúng ta có thể thấy omega bằng 2pi. Vì vậy chúng ta tính được F bằng 1 Hz và t bằng 1 giây. Đáp án của chúng ta là C. Ví dụ 3. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5cm và tốc độ cực đại là 10cm trên giây. Chu kỳ dao động của vật nhỏ là, chúng ta lưu ý, vận tốc của vật ở vị trí cân bằng chính là vận tốc cực đại V max bằng omega A. Suy ra omega bằng 2pi, suy ra t bằng 1 giây. Đáp án C. Ví dụ 4. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 16, biết thời gian vật đi hết chiều dài quỹ đạo là 0,25 giây. Gốc thời gian lúc vật ở biên dương, phương trình dao động của vật là A. X bằng 8 cos 4πt cộng pi cm. B. X bằng 16 cos 2πt cộng pi cm. C. X bằng 8 cos 4πt cm. Và D. X bằng 8 cos 2πt cm. Hướng dẫn: biên độ A bằng L trên 2 bằng 16 trên 2 bằng 8. Thời gian vật đi hết chiều dài quỹ đạo 0,25 giây bằng t trên 2. Suy ra t bằng 0,5. Suy ra omega bằng 2pi trên t bằng 4pi radian trên giây. Gốc thời gian được chọn là ở biên dương nên pha ban đầu bằng 0. Vậy phương trình dao động của vật x bằng 8 cos 4πt cm. Đáp án C. Ví dụ 5. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 6 cos πt trừ pi trên 2. Vật đi đến biên dương lần thứ 5 vào thời điểm. Để làm được bài này, chúng ta cần tính chu kỳ T bằng 2 giây. Pha ban đầu trừ pi trên 2, tức là vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Cứ sau một chu kỳ thì vật lại qua biên dương một lần. Vậy sau 4 chu kỳ thì qua biên dương 4 lần và vị trí sẽ trở về vị trí ban đầu. Sau đó vật đi thêm 1/4 chu kỳ thì sẽ qua biên dương lần thứ 5. Bài này chúng ta nên vẽ đường tròn pha để dễ tưởng tượng hơn.
Vậy thời điểm vật đi qua biên dương lần thứ 5 là T sẽ bằng 4T cộng T trên 4 và bằng 8,5 giây. Đáp án C. Như vậy là thầy đã cùng các bạn ôn tập lại những kiến thức cơ bản nhất của bài đầu tiên, bài số 1 Đại cương dao động điều hòa. Chúc các em luôn chăm chỉ và học tốt. Hẹn gặp lại ở các bài học tiếp theo. Xin chào, bye bye.